Sau bao nhiêu lần đăng video câu cá lên đây, rất nhiều anh em hỏi tại sao đi câu hay bị móm, thì hôm nay mình sẽ làm cái video này để giải thích cho các bạn hiểu rõ hơn về một số lý do cá quê tung tăng mà không ăn câu. Đây chỉ là một số lý do mình biết thôi, các bạn biết thêm thì chị cho mình với nhé hi hi. Video này áp dụng cho bộ môn câu lăng xe đáy và câu mè thôi nhé. Đầu tiên là đối với bộ môn câu lăng xê, các bạn nên tìm kiếm những bãi cạn để câu. Mức nước đẹp nhất để câu là từ 2 đến 3 mét, áp dụng để câu cá rô trôi chép. Mức nước từ 5 đến 6 mét, thì áp dụng để câu cá chấm cỏ. Khi đã nắm được mức nước rồi, mình sẽ lựa chọn loại cá để mình câu cho hiệu quả. Riêng đối với dòng cá trôi trắng và cá chép, thì ở mức nước nào nó cũng ăn, nên một số anh em cần thủ khi câu được cá trôi trắng và cá chép. Có thể sẽ đoán sai vị trí và mức nước chính xác để câu đó nhé. Để đơn giản hơn thì các bạn chỉ cần câu được một con cá rô phi hoặc một con cá nhỏ thì chắc chắn mức nước ở chỗ đấy chỉ tầm 1 đến 2 mét thôi. Chúng ta cứ để chỗ đó mà ném ra hoặc ném xa hơn một chút là ok. Về mức nước các bạn cần nắm vững những điều trên, còn vị trí để câu, đối với các loại cá như cá trôi đỏ, trôi trắng, cá rô, cá chép, các bạn nên tìm những bãi cạn, thường thì những bãi cạn sẽ nằm ở những vị trí bờ suối dốc hoặc trên ngọn của hồ, những vị trí lên xuống của máy móc khi làm hồ, một số vị trí khác đẹp hơn thì dưới lùm cây to, cành cây, cọc kè, bờ đá nằm sát mép bờ hồ, những góc khuất ít người lui tới. Còn cá chấm cỏ, cá chấm đen thì khôn hơn, nên tốt nhất các bạn hãy nuôi ổ trước để dụ cá về. Các bạn có thể câu ở chính giữa hồ, nơi cá được cho ăn, bờ cỏ, những nơi có nguồn thức ăn sẵn có, ví dụ như ở dưới gốc cây ăn của cây sung, lùng tre, bờ chuối, chân đê, những bài đã ngầm. Khi đi câu ở những hồ lạ, hồ mới mở, các bạn nên hỏi thăm về hồ trước. Tìm hiểu thêm về bãi câu mà anh em cần thú trước đó lên nhiều cá, ghi nhớ lại để lần sau tới câu, nên đánh thăm dò mỗi nơi một cây để tìm vị trí có cá. Nếu hồ cho đánh nhiều cần, còn không thì có thể thay đổi vị trí câu sau nhiều ngày áp dụng cho những hồ lớn. Nhưng kiến thức cơ bản này các bạn nên nắm vững. Nếu thấy video hay và hữu ích, các bạn nhớ thả tim và chia sẻ cho mình nhé. Mình là Trọng Chất, chuyên gia đi review và bóc phốt các hồ câu, luôn chia sẻ và đồng hành cùng các bạn. hay follow mình để xem nhiều video hấp dẫn hơn, những hồ câu mới mà anh em chưa biết. Video sau mình sẽ chia sẻ thêm về cách câu cá mè từ Anh tới Z. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Bye bye!